Lần đầu tiên có một cuộc thi ảnh riêng cho chủ đề các loài chim nước ở Việt Nam do tổ chức Wild Tour và BirdLife tổ chức. Cuộc thi và triển lãm ảnh hy vọng sẽ mang nét đẹp của thiên nhiên, đặc biệt là nét đẹp của các loài chim nước di cư đến với người xem, đồng thời khơi gợi tình yêu đối với các loài chim và động vật hoang dã. Cứ vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm, các loài chim nước sinh sống ở vùng Bắc bán cầu lạnh giá sẽ thực hiện một quá trình bay về phương Nam để trú đông. Hiện tượng này lặp đi lặp lại tạo nên mùa chim di cư. Với khí hậu nhiệt đới, Việt Nam đã trở thành vùng đất lý tưởng để rất nhiều loài chim nước tìm đến. Những người yêu nhiếp ảnh về các loài chim hoang dã trong tự nhiên được dịp bắt được những khoảnh khắc độc đáo. Thưa quý vị, rẽ mỏ thìa là loài chim quý hiếm bậc nhất hiện nay trên thế giới, trong danh sách bảo tồn là hàng đầu. Và chúng di cư về phương Nam, bức ảnh này được tác giả chụp tại Gò Công. Còn đây là cặp cò thìa châu Âu và châu Á, hai giống loài rất quý hiếm. Và mùa lạnh thì chúng di cư về ở những vùng nóng ấm như Việt Nam. Và đây là tại vườn quốc gia Xuân Thủy ở phía Bắc. Tác giả đã canh rất nhiều ngày để canh được cái khoảnh khắc chúng nô đùa với nhau để có một bức ảnh giá trị và bức ảnh đạt giải nhất. Cò thìa mặt đen là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao, hiện chỉ còn khoảng 4.000 con trên toàn cầu. Ở Việt Nam, chúng sinh sống ở vùng đầm lầy khu vực đồng bằng sông Hồng, nhưng do làn sóng đô thị hóa nên ngày càng ít đi. Còn cò thìa châu Âu là chim di cư. Một bức ảnh chụp được khoảnh khắc của hai con cò tưởng rằng không thể nào gặp nhau ở vườn quốc gia Xuân Thủy là một điều vô cùng hiếm có. Bằng lòng yêu thiên nhiên, say mê vẻ đẹp của các loài chim, những nghệ sĩ nhiếp ảnh đã đầu tư thời gian, công sức nhiều ngày chỉ để bấm được một vài khoảnh khắc quý báu. Tôi có gửi 3 bức ảnh theo như quy định của ban tổ chức. Thì trong đó một bức ảnh là chụp con vịt uyên ương chụp tại hồ Ba Bể ở ngoài Bắc. Đây là loài vịt di cư hàng năm nhưng mà rất hiếm. Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều những cái loài chim cực kỳ quý hiếm mà di cư từ phương xa về Việt Nam, cũng như những cái khoảnh khắc mà hiếm có trong tự nhiên được các tác giả ghi nhận lại. Ở Việt Nam cũng như trên thế giới rất là quan tâm tới cái vấn đề về bảo tồn các loài chim, mà trong đó chim nước là một trong những cái nhóm chim mà bị đe dọa rất là cao bởi nhiều cái lý do. Trong đó cái lý do là chim nước hiện nay là bị săn bắt rất là nhiều. Cuộc chơi này đó để cho mọi người vừa là có cái tình yêu thiên nhiên và quan trọng hơn nữa là họ quan tâm tới cái môi trường, quan tâm tới cái cuộc sống của thiên nhiên cũng như là của con người chúng ta. 70 tác giả đã dự thi với 160 ảnh. Hội đồng nghệ thuật đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và chọn trưng bày hơn 40 tác phẩm xuất sắc. Triển lãm kéo dài đến ngày 10 tháng 6 tại 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ có giá trị về mặt nhiếp ảnh, triển lãm lan tỏa thông điệp cho công chúng về sứ mệnh bảo vệ các loài chim hoang dã, giữ gìn môi trường sống cho muôn loài.